Xin chào tất cả quý vị anh chị đến với chương trình bản tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình là Thế Anh. Thì hôm nay cũng là thứ 6 gần cuối tuần. Thì sau thời gian buổi chiều hôm nay thì mọi người sẽ có một tuần lễ nghỉ ngơi thật là vui vẻ. Và mọi người sẽ trở về với gia đình của mình. Và mình trước khi vào tin đó, thì mình thay mặt cho ekip tin tức nóng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình nghỉ ngơi thật là vui vẻ. Và mọi người sẽ trở về với gia đình của mình. Và mình trước khi vào tin đó, thì mình thay mặt cho ekip tin tức nóng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình trong suốt những thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu vào những tin tức nóng hổi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay nha mọi người. Ukraine nguy cơ cạn nguồn binh lực đối với Nga. Ukraine hao tổn nhiều binh sĩ trên chiến trường sau hơn một năm chiến sự, trong khi nguồn dự trữ để huy động ở hậu phương cạn dần. Khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng 2 năm ngoái, chính phủ Ukraine lập tức cấm đàn ông dưới 60 tuổi xuất cảnh nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến sự có thể kéo dài với Nga, đồng thời phát động chiến dịch kêu gọi công dân tòng quân. Hàng chục nghìn người Ukraine đã hưởng ứng lời kêu gọi đến các trung tâm tuyển quân để tình nguyện ra chiến trường hoặc tham gia lực lượng phòng vệ lãnh thổ, huấn luyện ở hậu phương để sẵn sàng chi viện cho tiền tuyến. Đến nay, không ít người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong những trận đánh khốc liệt, khiến chính quyền Ukraine phải cố gắng tuyển mộ lực lượng thay thế. Nhưng nhiều thanh niên ở hậu phương giờ đây không muốn nhập ngũ. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận trốn quân dịch đang là vấn đề nghiêm trọng của Ukraine. Hơn một năm chiến sự đã gây tổn thất nặng nề với quân đội chuyên nghiệp của cả Ukraine và Nga. Dù cả Kiev và Moscow đều không công bố số liệu chính thức nhằm tránh gây tác động tiêu cực trong hàng ngũ. Các quan chức phương Tây ước tính mỗi bên hứng chịu khoảng 100.000 thương vong sau những trận giao tranh đẫm máu. Đây được cho là lý do hồi tháng 9 năm ngoái phải phát lệnh huy động hơn 300.000 quân dự bị, và Tổng thống Vladimir Putin cũng kêu gọi người dân sẵn sàng cho cuộc chiến kéo dài. Ukraine có quân số thường thực khoảng 260.000 người vào thời điểm giao tranh nổ ra. Quân đội nước này đến nay vẫn có thể bổ sung quân số thường xuyên và đang đặt hy vọng vào hàng chục nghìn binh sĩ mới, trong đó có cả những người được huấn luyện ở phương Tây sẵn sàng cho cuộc phản công mùa xuân. Nhưng Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều so với Nga trong huy động nguồn binh lực dự trữ, do dân số nước này chưa bằng 1/3 Nga, chưa tính đến hàng triệu người phải sơ tán ra nước ngoài kể từ khi chiến sự nổ ra. Tổng thống Zelensky hồi tháng 2 tuyên bố Ukraine không muốn dùng biện pháp cưỡng ép người dân nhập ngũ và vẫn dựa vào lòng nhiệt thành yêu nước trong dân để tuyển quân. Những quảng cáo trên truyền hình kêu gọi thanh niên đăng ký nhập ngũ và bảo vệ những gì thuộc về mình hay biến lửa giận thành sức mạnh. Nhưng số lượng người tình nguyện ra chiến trường dường như đang giảm dần. Ngày càng nhiều bài đăng trên mạng xã hội hướng dẫn thanh niên Ukraine né tránh các điểm tòng quân. Cơ quan an ninh Ukraine cho biết trong tháng qua họ đóng 26 kênh Telegram đăng địa điểm và thời gian các sĩ quan phát lệnh triệu tập. 5 công nhân Ukraine khi nhận lệnh triệu tập sẽ có thể được yêu cầu đến khám sức khỏe để tránh khả năng nhập ngũ hoặc phải gói ghém hành lý ngay lập tức để sẵn sàng tham gia huấn luyện chiến đấu. Một giám đốc 25 tuổi điều hành công ty tiền điện tử ở Kiev suốt nhiều tháng qua đã tránh xa quán cà phê, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác để tránh bị triệu tập. Anh hiểu việc huy động quân có ý nghĩa như thế nào với nỗ lực kháng cự của đất nước. Nhưng anh tin rằng mình sẽ đóng góp hiệu quả hơn bằng cách ủng hộ một phần thu nhập hàng tháng cho lực lượng vũ trang. Tôi tin còn vô số người khác có khả năng chiến đấu tốt hơn tôi. Tôi không cần súng ở tiền tuyến, nhưng có nhiều mặt trận khác trong cuộc xung đột này. Theo Ruslan Bonit, lãnh đạo Viện Chính trị Ukraine, cơ quan nghiên cứu chính sách ở Kiev, những thay đổi chính sách gần đây cũng góp phần khiến nhiều người không muốn nhập ngũ. Tháng trước, quân đội Ukraine cắt giảm phụ cấp với người không trực tiếp tham gia chiến đấu nhằm tiết kiệm chi phí. Luật mới do Tổng thống Zelensky ký hồi tháng 1 áp dụng tình hình phạt nghiêm khắc hơn với hành nghi đào ngũ và bất tuân thượng lệnh. Những bê bối như lệnh gọi nhập ngũ không phù hợp đối tượng hay các video trên mạng cho thấy các chỉ quan tuyển quân sâu sát với nhóm thanh niên không chấp hành triệu tập, cũng như không ít người cảm thấy thất vọng. Cơ quan tuyển quân ở miền Tây Ukraine đã phát lệnh triệu tập và xác định đủ khả năng chiến đấu với một người khuyết tật, dù anh này bị cụt tay. Người thân một binh sĩ cho hay anh chỉ được huấn luyện 10 ngày trước khi bị điều ra tiền tuyến và thiệt mạng ngay sau đó.
Giới chức Ukraine tuần trước thừa nhận phải rút ngắn thời gian huấn luyện tân binh do mức độ khốc liệt của xung đột, nhưng bác bỏ thông tin điều quân nhân chưa đào tạo ra chiến trường. Một thợ hàn 38 tuổi ở thành phố miền đông Dnipro đã 5 lần nhận lệnh điều tập, dù anh đang phải chăm sóc ba con cùng mẹ già bị ung thư và bản thân có vấn đề về sức khỏe. Theo anh, tất cả những điều trên đều là cơ sở miễn trừ nhập ngũ, vì vậy anh cương quyết từ chối lệnh. Nhưng hành động phớt lờ lệnh triệu tập có thể khiến người dân nhận lệnh bị truy tố. Bởi vậy, một số đàn ông Ukraine đã tìm đến những biện pháp cực đoan để không phải nhập ngũ. Lực lượng biên phòng Ukraine thường xuyên thông báo về những vụ bắt người vượt biên, đăng các câu chuyện về đàn ông đóng giả phụ nữ hay chi tiền cho những kẻ buôn người để bỏ trốn. Một người còn suýt chết đuối khi cố bơi qua con sông dọc biên giới với Hungary trong tháng này. Chính quyền Ukraine cho hay 66.374 nam giới đã khỏi đất nước trong năm 2022 nhờ sử dụng giấy tờ cho phép các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ nhân đạo rời đi, miễn là họ quay lại trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng hơn 9.300 người không trở về. Một số thanh niên Ukraine mua ghế trên xe tải đường dài để rời khỏi đất nước, hay hối lộ bác sĩ để được cấp giấy chứng nhận không đủ sức khỏe nhập ngũ, hoặc đăng ký vào trường đại học bằng hồ sơ giả. Một người đàn ông ở Kiev, 37 tuổi, đã rời Ukraine hồi tháng 2 sau khi trả gần 100.000 đô la cho ba kế hoạch vượt biên khác nhau. Anh từng sở hữu một doanh nghiệp nhỏ bán phụ tùng xe hơi, nhưng nó đã sụp đổ khi xung đột xảy ra. Người này cho biết lần đầu tiên anh trả 2.500 đô la để mua suất học du học tại một trường đại học ở Warsaw, Ba Lan. Nhưng sau khi anh nhận được thẻ sinh viên vào tháng 9 năm ngoái, Ukraine ra thông báo không cho phép các nam sinh viên xuất cảnh. Doanh nhân này sau đó chi 3.000 USD cho một đầu mối văn phòng tuyển quân để cho tên anh vào danh sách không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Đầu mối nhận tiền, nhưng sau đó không trả lời các cuộc gọi từ anh. Cuối cùng, anh mua một bộ hồ sơ xác nhận anh là nhân viên cứu trợ tình nguyện, đi đến biên giới Ba Lan trong đêm và dành hơn 60 phút thuyết phục lính biên phòng rằng mình không tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước. Một lượng đều đặn thanh niên Ukraine vẫn tình nguyện nhập ngũ và nhiều người sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Bernice, người đứng đầu Viện Chính trị Ukraine, cho rằng thời gian có thể không đứng về phía Ukraine khi nước này tiếp tục mất quân trên chiến trường khi chiến sự kéo dài. Ukraine có thể nhận được ngày càng nhiều khí tài hiện đại từ phương Tây, nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu quân đội nước này không thể bù đắp lực lượng tổn thất qua các đợt giao tranh, trong khi Nga vẫn liên tục điều lính dự bị tới chiến trường. Theo Bernice, các phản trợ cấp lớn trong quân đội Ukraine có thể là động lực thu hút một số người vẫn chần chừ ở hậu phương. Khi những khuyến khích tài chính đó không còn nữa, nhiều thanh niên cho rằng họ có thể tự kiếm tiền mà không phải mạo hiểm mạng sống. Tin tiếp theo trong ngày, Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến Triều Tiên phải trả giá. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ khiến Triều Tiên trả giá vì hành động khiêu khích liều lĩnh sau khi Bình Nhưỡng thử vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước. Triều Tiên đang từng ngày nâng cấp vũ khí hạt nhân và thực hiện các hành động khiêu khích bằng tên lửa với cường độ chưa từng thấy. Tổng thống Hàn Quốc Jong Suk-yeol hôm nay phát biểu trong lễ tưởng niệm Ngày phòng thủ biển Tây tại nghĩa trang quốc gia ở Daejeon, cách thủ đô Seoul 139 km về phía nam. Tôi đảm bảo Triều Tiên sẽ phải trả giá cho những hành động khiêu khích liều lĩnh của họ, ông Jong nói thêm. Hàn Quốc kỷ niệm Ngày phòng thủ biển Tây nhằm tưởng nhớ 55 quân nhân thiệt mạng trong 3 vụ chạm trán hàng hải giữa nước này và Triều Tiên từ năm 2002 đến năm 2010 ở Hoàng Hải, Hàn Quốc gọi là biển Tây. Chính phủ và quân đội của nước chúng tôi sẽ tăng cường đáng kể hệ thống 30 trước những tiến triển và hành động khiêu khích hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên, đồng thời củng cố hơn nữa hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Tổng thống Hàn Quốc cho hay, ông đề cập hệ thống quân sự mà Seoul đã thiết kế từ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2016, gồm phòng không, tấn công phủ đầu trong giai đoạn khủng hoảng, và một kế hoạch nhằm vào lãnh đạo đối phương trong trường hợp nổ ra xung đột. Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên thông báo thử nghiệm thành công phương tiện không người lái, tấn công hạt nhân dưới nước. Bình Nhưỡng mô tả khí tài có nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công bí mật trong vùng biển của đối thủ, phá hủy các nhóm tàu hải quân và cảng lớn bằng cách tạo ra sóng phóng xạ quy mô siêu lớn thông qua vụ nổ dưới nước.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc diễn tập và nói rằng đây sẽ là lời cảnh báo đối với Mỹ, Hàn Quốc để họ nhận ra khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân không giới hạn của Triều Tiên đang được củng cố với tốc độ nhanh hơn. Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm vũ khí mới trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày lá chắn tự do, kết thúc hôm 23 tháng 3. Đây là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước năm năm qua. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là lời tuyên chiến. Triều Tiên năm ngoái tuyên bố là cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược, và ông Kim Jong-un gần đây kêu gọi tăng sản xuất vũ khí theo cấp số nhân, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bản tin kế tiếp, đặc nhiệm Ukraine dùng dữ liệu CIA để tập kết lính Nga. Chỉ huy một đơn vị đặc nhiệm Ukraine cho biết họ nhận dữ liệu trực tiếp từ vệ tinh CIA để dùng UAV tập kết lính Nga. Chỉ huy đội đặc nhiệm Ukraine có biệt danh Thor ngày 23 tháng 3 cho biết đơn vị ông sử dụng máy tính bảng kết nối với vệ tinh của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ để xem xét các mục tiêu tiềm năng trên chiến trường. Chúng tôi chọn mục tiêu trong ứng dụng. Thông tin thu thập tất cả các nguồn tình báo và vệ tinh đều có ở đó. Thor nói thêm rằng đội của ông được tự do quyết định phương thức tác chiến và thời điểm tập kích. Đội đặc nhiệm của Thor gồm 27 người trực thuộc Cảnh sát Quốc gia Ukraine và phối hợp với Tổng cục Tình báo quân đội. Họ thường sử dụng máy bay không người lái, có thể mang theo 5 viên đạn cối 82mm để tiến hành tập kích. Alexander, một thành viên đơn vị đặc nhiệm, cho hay những quả đạn cối này thường không hạ sát đến Nga, mà chỉ khiến họ bị thương, mất khả năng chiến đấu và trở thành gánh nặng cho lực lượng Nga. Thor tuyên bố đặc nhiệm của ông chưa hứng chịu cơn thương vong nào, dù từng tham gia các cuộc giao tranh dữ dội ở Kiev, Kherson, Zaporizhia và Bakhmut. Zhiwa cung cấp đạn dược cho đội đặc nhiệm, xong họ phải tự tìm thức ăn và vũ khí. Họ gần đây nhận một khẩu lượng lựu pháo M777, súng cối 82mm và 120mm sau một số thành công trên chiến trường. Chúng tôi không hoạt động theo cấu trúc của quân đội, Thor nói. Nếu tham gia các cuộc tấn công như quân đội chính quy, chúng tôi sẽ không thể nào bảo tồn được lực lượng như vậy. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine. Giới chức Nga cho rằng mục tiêu thật sự của Mỹ là dùng bàn tay của Ukraine để gây thiệt hại tối đa cho lực lượng Nga trên chiến trường. Mỹ thừa nhận cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, nhưng khẳng định không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, bởi Kiev tự ra quyết định tác chiến hoặc chọn mục tiêu trên chiến trường. Nhiều quốc gia phương Tây đang viện trợ vũ khí hoặc huấn luyện binh sĩ Ukraine sau khi chiến sự với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó có nhiều loại pháo, xe tăng chủ lực và thiết giáp. Mỹ đã viện trợ quân sự trị giá hơn 32 tỷ đô la cho Ukraine, song chưa chấp thuận chuyển tiêm kích F-16 do lo ngại nguy cơ gây đụng độ trực tiếp với Nga. Các quốc gia ủng hộ Ukraine đang huấn luyện binh sĩ nước này vận hành những loại vũ khí mới cung cấp. Quân đội Mỹ ngày 2 tháng 3 thông báo tổ chức diễn tập sa bàn cho sĩ quan Ukraine tại căn cứ Westbandenuk để giúp họ lên kế hoạch đối phó lực lượng Nga. Những tin tiếp theo, Triều Tiên tuyên bố thử khí tài tạo sóng thần phóng xạ. Triều Tiên nói rằng họ thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước có thể tạo sóng thần phóng xạ phá hủy tàu hải quân và cảng. Triều Tiên tuyên bố thử khí tài tạo sóng thần phóng xạ. Triều Tiên nói rằng họ thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước có thể tạo sóng thần phóng xạ phá hủy tàu hải quân và cảng. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay đưa tin trong các cuộc diễn tập từ 21 đến 23 tháng 3, quân đội Triều Tiên thử nghiệm hệ thống vũ khí mới có nhiệm vụ thực hiện các cuộc tấn công bí mật trong vùng biển của đối thủ bằng cách kích nổ đầu đạn hạt nhân dưới nước, tạo ra sóng thần phóng xạ phá hủy tàu chiến và mục tiêu trên bờ. Phương tiện không người lái drone tấn công hạt nhân dưới nước này có thể được triển khai tại bất kỳ bờ biển và bến cảng nào, hoặc được tàu mặt nước kéo đi để hoạt động. Theo truyền thông Triều Tiên, vũ khí bí mật đã được thả xuống vùng biển ngoài khơi tỉnh Nam Hamgyong hôm 21 tháng 3, và hai ngày sau, nó kích nổ một đầu đạn thử nghiệm. Tính đến thời điểm nổ, nó đã hoạt động được 59 giờ 12 phút ở độ sâu từ 80 đến 150 mét. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên chỉ đạo cuộc diễn tập nhằm cảnh báo trẻ thù về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng hạt nhân để tự vệ. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
đã chỉ đạo cuộc diễn tập và nói rằng đây sẽ là lời cảnh báo đối với Mỹ, Hàn Quốc để họ nhận ra khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân không giới hạn của Triều Tiên và đang được củng cố với tốc độ nhanh hơn. Lớp Eric F. Play, giáo sư đại học Ed Hoa ở Seoul, cho rằng tuyên bố sở hữu khí tài dưới nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên gây hoài nghi. Tuyên bố này nhằm mục đích chứng tỏ Bình Nhưỡng có nhiều phương tiện tấn công hạt nhân, đến mức bất kỳ cuộc tấn công phổ đầu nào chống lại họ đều sẽ thất bại thảm hại. Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm vũ khí mới trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung lá trắng tự do kết thúc hôm 23 tháng 3. Đây là cuộc tập trận chung lớn nhất giữa hai nước 5 năm qua. KCNA đưa tin hôm 22 tháng 3, Triều Tiên đã phóng tên lửa hành trình chiến lược được gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân. Hai tên lửa hành trình chiến lược loại Hwasong-1 và hai tên lửa hành trình chiến lược loại Hwasong-2 được phóng ở Nam, ở tỉnh Nam Hangyong đã đánh trúng mục tiêu ở biển Nhật Bản. Vụ thử nghiệm diễn ra khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa lớn nhất và mạnh nhất Hwasong-17, đánh dấu vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ hai trong năm nay. Truyền thông Triều Tiên mô tả vụ phóng ICBM là phản ứng trước các cuộc tập trận điên cuồng giữa Mỹ và Hàn Quốc. Triều Tiên nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là bằng chứng cho thấy hai nước này có thái độ thù địch và muốn thay đổi chế độ của Bình Nhưỡng. Triều Tiên cảnh báo Mỹ-Hàn sẽ đối mặt sự đáp trả mạnh chưa từng thấy nếu họ tiến hành các cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là lời chiên chiến. Và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay là một bản tin khá là đặc biệt. Tuy là bản tin tức thế giới nhưng nó sẽ liên quan đến Việt Nam của chúng ta. Và để biết được bản tin là gì, các bạn hãy vào bản tin ngay bây giờ nhé mọi người. Chào đón nhé mọi người. Tàu khu trục Mỹ tuần tra tự do hàng hải gần Hoàng Sa. Tàu khu trục USS Milet Mỹ thực hiện chiến dịch tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên Lửa Dẫn Đường USS Milet hôm nay thực thi quyền tự do đi lại phù hợp với luật pháp quốc tế gần quần đảo Hoàng Sa. Sau khi tuần tra tự do hàng hải, tàu Milet tiếp tục hoạt động bình thường ở Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Thông báo được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc tuyên bố tiếp tục giám sát và xua đuổi tàu Milet sau khi khu trục hạm này áp sát quần đảo Hoàng Sa lần thứ hai trong hai ngày nay. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc hôm 23 tháng 3 cho biết đã theo dõi và phát cảnh báo rời đi đối với tàu Milet. Hạm đội bãi hải quân Mỹ sau đó ra thông báo cho tàu Milet đang hoạt động bình thường ở Biển Đông và không bị xua đuổi, nhưng không biết chiến hạm lúc đó đang thực hiện nhiệm vụ gì. Mỹ thường xuyên triển khai tàu chiến tuần tra ở Biển Đông để thách thức các yêu sách lãnh thổ phi lý của Trung Quốc. Hải quân Mỹ phản đối Trung Quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng, bao gồm toàn bộ vùng biển trong các chuỗi đảo ở Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng từ năm 1974. Nước này thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm từ tháng 7 năm 2012 nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Việt Nam từng nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa đều không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Mới đó mà năm bản tin đã được trôi qua và bây giờ chương trình của mình đến đây là kết thúc. Thì một lần nữa trước khi kết thúc chương trình thì mình xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho kênh Tin Tức Nóng của mình càng ngày đầu tư nhiều video và ra được nhiều video hay hơn, thì xin mời các bạn hãy cho kênh mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất khi kênh của mình đăng lên cho mọi người. Còn một lần nữa thì mình thay mặt cho kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc xin chân thành cảm ơn quý vị, mọi người cũng như quý vị các bạn đã chú ý theo dõi nghe. Và bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào những bản tin ngày mai.